Cảm nhận một ca khúc thật nhẹ nhàng và sâu lắng về Đà Lạt. Xin chào ca sĩ Quốc Quân, anh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi hát về ca khúc này không ạ? Nói về cảm xúc thì khi mà một người hát mà chọn một cái bài hát thì là đương nhiên là trước tiên là mình thích bài hát rồi đã. Còn riêng về cái bài Chiều Đà Lạt thì có rất là nhiều bài hát viết về Đà Lạt, nhưng mà Quốc Quân thích bài này bởi vì là nó là một cái sáng tác dành cho Đà Lạt và cũ một người Đà Lạt viết. Cách đây hơi lâu là chắc khoảng gần hơn 10 năm rồi đó. Là khi mà anh Phạm Ngọc Lai viết bài này thì có gửi cho Quân hát đầu tiên, thì Quân rất thích. Dạ, lâu lắm rồi, một thời gian dài không hát và bây giờ quay trở lại Đà Lạt thì cái cảm xúc nó nhiều hơn khi mà mình đi xa, đi nhiều nơi và khi mà quay về lại sống ở Đà Lạt, được hát một bài hát về Đà Lạt thì mình cảm thấy yêu Đà Lạt nhiều hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Quân về cái sự chia sẻ đầy xúc động vừa rồi. Xin chúc cho anh Quân thật nhiều sức khỏe và tiếp tục thành công trong con đường mà mình đã chọn. Quý vị và các bạn thân mến, phần giai điệu bình minh ngày hôm nay đến đây xin khép lại. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Lạt quyến rũ hơn rất nhiều mỗi khi lễ hội hoa lại về. Khắp đất trời dường như được khoác thêm chiếc áo mới với muôn màu sắc hoa. Và Hải Yến biết không, trong không gian này thì chắc chắn là sẽ tạo một cái nguồn cảm hứng rất là bất tận cho những nhiếp ảnh gia có thể là sáng tạo dưới ống kính đầy nghệ thuật cũng như là đầy ngẫu hứng của mình. Và trong đó có thể nói đến nhiếp ảnh gia Minh Lộc phải không Hải Yến? Đúng vậy Minh Thư, và Minh Thư biết không, nhiếp ảnh gia Minh Lộc là người đã gắn bó trong suốt 6 kỳ của Festival Hoa Đà Lạt. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhiếp ảnh gia Minh Lộc, cùng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của ông quý vị nhé.